là mình chuẩn bị luộc và ăn thôi. Quá đã, hạt dẻ to đã lắm luôn. Coi hột này hột nấy à, quá to luôn. Đã ha. Nhiều quá ăn không hết, mình luộc lo mà ăn đó ha. Nhiều quá ăn không hết. Mình làm nó làm chè, nấu chè với nấu xôi, còn này mình luộc mình ăn. To không à, quá đẻ luôn, đầu mùa cho nên hộp to không à, to lắm. Ừ, trời ơi, hộp nào hộp nấy to lắm. Đây là dính lại. Này mình tới nhà chị bạn này, mới được chị cho nè. Wow, mứt hương. Mứt hương rất là hiếm. Mứt hương nghe nói là nó thơm hay sao. Non lắm nha. Thấy cái da nó xù xì vậy nè, nhưng mà rất là non luôn. Hột chưa có luôn nè. Này biết cái gì không? Này biết cái gì không? Tỏi. Ăn một bữa cho đẻ luôn. Xào hai trái to và bá lửa luôn. Xào với lại tỏi thôi. Chứ làm nó phải văng chứ. Mày chơi mé mày không? Rất rồi, rất rồi thì lụm bả rác. Hay. Chiêu. Này là tôm khô nè, tôm khô được một người ăn á. Ở Việt Nam á, người ta nuôi xong rồi á, người ta lột bỏ ra, người ta phơi khô luôn. Nhà mình để ngăn đá, cái nào mình xài thì mình lấy mình xài thôi. To ghê luôn nè, tôm khô mà to dễ sợ. To ghê không? Cái này lục mà mình ngâm lát nữa ha dạ. Ngâm lát nữa nấu canh rau muống. Để ngâm cho nó mềm thôi. Đi tôm khô anh giả cho. Tôm nó hơi cứng á. Tôm nó hơi cứng phải không? Wow, hạt dẻ nó cũng chín rồi. Thơm quá, để lát nữa mình ăn thử thử ngon không nha. Quá thơm. Thơm mùi hạt dẻ ghê luôn. Quá thơm, thơm mùi hạt dẻ lắm luôn. Thank you.
Đã xong nồi mướp xào tỏi. Nhìn cũng xanh lắm, rất là ngon. Đã xong rồi là em nấu canh đi. Tại cái này mà mình ngâm không có được lâu á, mình dễ không nó không có bị không có nát nhiều, nhưng mà thôi kệ đi. Ăn gấp nè. Này mình ngâm lâu á, nó mềm ra, mình nấu nó ngọt lắm. Tại vì mình mới về mình ngâm liền, mình ngâm nước nóng, nhưng mà ngâm được có nửa tiếng rồi nên nó còn cứng. Thơm to ha, nó khô mà to nghe không? Mình tao cho nó thơm, rồi mình đổ nước vô thôi. Cho tí muối ớt cho nó đậm đà cái cây. Hành rồi muối. Nó mới múc ra thôi. Và thơm mùi tôm quá ha. Tôm khô. Mình xào nó thơm. Múc canh ra tô ăn cơm như cả nhà. Quá chừng tôm khô luôn, nước ngọt lắm luôn. Chào cả nhà. Ông nhận thơm quá. Cái bò hành phi lên thơm lắm. Muốn ngon á. Muốn ngon ha. Nóng con hả? Cho ăn miếng rau muống ăn thử, nãy giờ em chưa ăn luôn. Mới có ăn mướp à. Đợi gì à bé, đợi gì. Thơm quá hả? Thơm mùi tôm kia. Ngọt kia. Ngon hả sảy à? Ủa lâu mẹ luôn muốn ăn quá. Nước ngon quá. Thôi vô quá, theo quay tôi dữ à. Mướp ngon. Canh cho nó muống. Nó muống tôm và nó cũng hết sảy luôn. Quá ngọt. Cây cây thì ngon ha. Canh nó muống đạt đỉnh. Thank you.
quá đạt tiêu chuẩn rồi. Ngọt quá. Ừ, tôm này ngon. Tươi á. Nó tôm khô á. Tôm khô ngon quá. Tôm khô nấu cà rô muống hợp ha. Ừ. Giống mấy nấu nhỏ không? Ừ. Giống giống hả? Ừ, giống á. Đúng đúng vị Bình Định á. Đúng vị Bình Định là Tiên ơi. Dân Bình Định, dân Bình Định viền lắm. Đúng. Viền nước mắm, viền rau muống. Viền bánh tráng. Giờ bữa mua mua cà xê hô về cuốn bánh tráng là coi như là rất Bình Định luôn. Ngon quá. Trời, cái hộp curry to quá. Khiếp. Cái hộp to dễ sợ luôn. Mời cả nhà dùng hạt dẻ nha, hạt dẻ hấp. Hello. Hello, to. Yeah. Hello. 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 Học trường banana. Oh yeah. Oh yeah. Dạ, yeah, cắt rồi, cắt mẹ mày, không biết cắt luôn á. Cả nhà mình cắt nó làm hai, mình lấy kéo ra mình cắt làm hai như vậy nè cả nhà. Đó, xong mình lấy muỗng mình múc thôi. Cái cách này là mình thấy Hiền thấy là đơn giản nhất nè, dễ ăn, đơn giản. Để Hiền coi thử cái hạt dẻ mùa này nó như thế nào nha. Đây. Ủa. Có vẻ rất là bùi luôn á ha. Mềm. Wow, mềm mà bột. Ngọt quá. Ồ, hạt dẻ rất là bùi. Ngọt. Ồ, ngon khủng khiếp. Hạt dẻ này ngon quá. Dẻ đầu mùa hả? Đầu mùa, hạt to. Ôi. Ngon quá, hạt dẻ mới hái. Mới lượm của nhà chị bạn. Mời cả nhà nha, rất là ngon luôn. Ngọt, bùi. Ngon lắm. Ngon quá. Ồ, cái này mà có người cắt cho ăn thì ngồi ăn hoài chắc không sao luôn á.